Xin chào tất cả các bạn trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình qua nhà của ông bạn chơi. Thì ông bạn kêu chặt dừa, lấy đuôi dừa xuống ăn các bạn. Mình cũng chưa có bắt đuôi dừa lần nào hết trơn á. Con dao anh mà. Dừa này dừa 50.000 cây. Trời ơi má, sữa không luôn. Trời ơi. Này em. Con này ta phải ăn nhưng mà ta không dám. Mới bắt mà đã có con, hy vọng là có nhiều cho các bạn xem nha. Kiến dương nè, cho nó coi nè. Ủa này kiến dương hả? Kiến con này ăn được không? Con này mới đẻ ăn được còn hả? Con mới giục ngang chút đừng cho nó đi nha. À con này là con kiến dương nó đẻ ra cái này hả anh bạn? Đây các bạn thấy không? Đâu đâu nè. Này là con kiến dương nè bạn. Con này nó mới đẻ ra đun dừa nè. Con đó mới chết. Con này nguy hiểm lắm, nó phá hại dừa ghê lắm nha các bạn. Đâu đây là cái này cái này anh chặt đứt đứt ngang nè, đun sữa đứt ngang rồi hay sữa không không hồi anh bạn này anh sẽ biểu diễn ăn cái này cho các bạn xem nha. Này là anh Bằng, em của ca sĩ Bằng Kiều. Em của ca sĩ Bằng Kiều. What? What the fuck? Giờ anh phụ chứ không chửi nè. Kêu tránh ra để toàn vừa rớt xuống con. Hello, hello, hello. Hello, are you here? Hello, hello, hello. Nói cái dao nó không? Chắc lấy chả dài luôn. Nè, coi cái này rồi, có ẩu này nhưng mà không có đuôi. Đuôi nó hết rồi, nó ấy rồi phải không? Lớn quá nó đi rồi hả? Ừ. Nó thành con gì nãy anh nói kiến dương hả? Không, không có mà. Ở nhiều quá vậy. Ở nhiều mà không có hả con? Không có. Không có con nào hết. Ủa, cái này đang là hư hư thiệt ha. Hư vừa hết. Không còn không. Bò hổm đó, lại bò hổm đó. Nhưng rồi đợi mấy bữa nay rồi. Ý là sợ mà làm ấy không kịp. Vậy bữa nay nó tính ăn nguyên đuôn rồi đó. Túi rồi không có. Nguyên đuôn hiện thằng bắt ăn sùng nữa ha. Biết đâu trong đó có đuôn rồi sao? Ăn sạch cổ hủ không còn hủ non nữa. Ờ, ghê ha. Công nhận. Chứ ăn mà còn cổ hủ là nó còn ở lại ăn. À. Mẹ đi hết rồi. Rồi thông cảm nha các bạn ơi. Chặt xong xuống tới đây mà không còn con đuôi nữa. Nó ăn luôn cái phần củ hủ dừa ở trong rồi nè. Bạn thấy không, ăn sạch sẽ rồi. Tính xuống quay đuôi cho các bạn xem. Bây giờ hết rồi. Giờ mình chuyển qua mục tiêu khác nha. Xíu mình chặt củ hủ dừa nha các bạn. Chứ giờ cây này hết rồi. Không có con đuôi nữa hết. Ăn lẹ thiệt. Anh bạn anh phát hiện mới có mấy ngày mà nó ấy qua mà giờ nó vậy nè. Nè còn đây con à. Mình này con kiến dương. Con mẹ đó. Nó lớn thành con đó đó. Con này cắn hơn bạn. Không. Đây. Nó lớn là nó thành đó. Con này có khi nào ta ăn không ta? Có người ăn hết. Nó vậy. Này còn mấy con này không à. Con non là nó sạch hết rồi bạn. Các bạn có thấy về lòng rầm không? Cái mương xung quanh đây rất là nhiều về lòng rầm. Là cá lóc nó bự hơn bạn. Có tai. Bày lòng rồng gì không bắt lên ăn được chứ bạn. Nhưng mà ăn vậy thì nó tận diệt quá. Với lại anh bạn anh cũng có câu mấy con cá lóc anh để sẵn á, tí xíu mình nướng. Mà nếu mà mấy con cá vậy thì làm gì ăn anh bạn? Nên ra gì lạc lạc nước á bạn. À. Không ai ăn với gỏi giống như gỏi mình làm mình chua ngọt ngọt cũng được, mình giá với ba cái bông. Cộng bạn thấy không? Cộng sen gì đó làm. Thôi, mình đúng vừa tiếp. We'll be right back.
này trưa nắng mệt quá. Thấy ăn có cái hũ hũ mà thấy mệt ghê không? Rồi lại tới đó ăn được hả anh bạn? Được, nhưng mà chặt bỏ tiếp đi. Mập vừa này nó tốt quá. Nha. Dạ. Giống bạn á. Nhờ tao tưới á. Sáng nào không tưới. Để vậy nghe mụ rê dữ. Trước ngọt mẫn á, ăn ngay giữa tung tâm này nè, mới ngon anh mà. Nó ngọt. Ở đây thấy ngọt nè, đều xong nha bạn, xong phần củ dừa. Đó. À, nhỏ xíu à, đứng đây đụng đụng mà nó chích sưng mặt. Thấy không? Rồi, thôi mình đi tiếp nha. Giờ đi kiếm phơi mì đào. Cái này đang nắng tôi cố vậy. Này chặt ghim nó sống gì hết bà? Ghim sống rồi, nắng là nhiều rồi nha. Ồ, mới đây mình lung lai rồi. Rồi, cái chuyện túng nha. À, sao? Trời ơi, má cái cổ nó dài. Chỉ vậy? Cũng mới à? Ăn hết đâu đây, cổ nó nè. Trời ơi. Nứt đắp này có một cổ nó nè. Trời ơi. Ờ, nó ăn xuống dưới đó luôn hay gì á. Ăn sâu lắm. Trời ơi, xuống đó luôn rồi. Trời ơi. Đây nó qua đây nó gì mà nè, thấy không, qua tới bên đây nữa nè, lắc thử có được bao nhiêu củ. Mình lắc về cho nó lên chứ mình ấy ngang cái gãy phải không? Ừ, mày này lâu chưa, củ bự dữ trời. Mày 6 tháng vậy trời ơi. Ê, gái mày ơi, đi một quá. Ờ, cái này nó vàng ha. Dạ. Mày vàng trời. Mày ơi, quá mà. Trời, một cây bụi này ăn thấy bà. Trời, đó, nó bị hư, cái đó nó hư hơn cái gì ta? Không ăn á mận. Ồ, trời ơi. Ở đây ngoài đi. Giờ bắt vịt vô làm vịt nấu cua hu dừa nha. Nó đó. Hu dừa nãy mình chặt rồi đó. Đây vịt nè. Vịt này vịt ở nhà nuôi nha. Khó bắt dữ rồi ta. Khó bắt không bộ. Bây giờ mình sẽ nhóm lửa lên nha các bạn. Xung quanh đây thì củ dừa nhiều lắm, củ khô á. À, mình nhóm lửa lên tí ăn mình nướng cá. Mình sẽ thui sơ sơ cái da rồi mình lọc bỏ phần da. Mang cá lóc này là anh bạn này anh văn câu ngày hôm qua nha các bạn. Bắt lên nè, mấy con lớn lắm. Giờ tí nữa là làm món cá lóc nướng mỡ hành theo kiểu miền Tây nha. Bây giờ mình sẽ lọc bỏ phần da ngoài nha. Lọc dễ không hả? Cũng được anh Tân. Ủa, ấm quá. Mình sẽ bỏ mấy củ phơi mì nhỏ vô mình nướng trước luôn nha, trong thời gian mà chờ đợi than. Tí xíu xong cái mình phết mỡ hành lên trên mặt phơi mì mình ăn các bạn. Cá chắc chín rồi đó, nghe mùi thơm quá trời, quá thơm.
nè, cá nó chín thịt nó nứt rồi hết anh bạn. Cá sống nó mới nứt này nè. Chứ mà con cá mà nó chết rồi thịt nó không có nứt. Thấy dài nhát à. Rồi phay cũng chín luôn rồi các bạn ơi. Mình sẽ lấy phay vô để ngồi tí rồi mình gọt vỏ và ấy mở hành lên. Bắt đầu sẽ dọn lên ăn nha các bạn.